Top 3 phim Trung ăn khách nhất năm 2023, Tiêu Triển mất hốt, Dương Tử được gọi tên. Trường Tương Tư của Dương Tử được chuẩn nhận phim ăn khách nhất 2023. Top 3 bộ phim truyền hình ăn khách được Weibo chuẩn nhận năm 2023 đã chính thức nội diện, bao gồm Cuồng Phong, Trương Dịch, Trương Tụng Văn, Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuần Hy, và cuối cùng là Trường Tương Tư, Dương Tử, Trương Vạn Ý, Đặng Phi và Đàn Kiện Thứ. Dựa vào những gì ba tác phẩm này gặt hái được trong suốt quãng thời gian vừa qua, khán giả đều không có lý do gì để phản đối. Mặt khác, sự vắng bóng của Vùng Biển Trong Mơ Ấy hay Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Chiết Viễn, Triệu Lộ Tư, cũng như Trường Nguyệt Tận Minh do La Vân Hy, Bạch Lộc chủ diễn, khá thấy cộng đồng mạng cảm thấy bất ngờ. Bởi xét ở thời điểm loạt phim kể trên chiếu cũng thu hút lượng người xem, nhiệt độ chiếu, đồng thời ghi nhận những kỷ lục đáng ghen tị. Cuồng Phong với đề tài tội phạm cuốn hút cùng diễn xuất chất lượng của soàn cát giúp phim được khán giả đón nhận nhiệt tình, thế nên việc nam chính Trương Dịch và đoàn phim Cuồng Phong trắng tay tại giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 28 khiến dân tình vô cùng tiếc nuối. Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư gần như ra mắt cùng thời điểm, nhưng mỗi phim lại có một sức hút riêng, đề tài khai thác cũng khác biệt, khiến người xem không thể bên trọng bên khinh mà lựa chọn, nọt hổ cả hai tác phẩm này. Liên Hoa Lâu được xem là trường hợp khá đặc biệt, ngay cả khi nền tảng EQC đã chuyển đến tập cuối cùng, khán giả cũng đã rõ cái kết nhưng vẫn không hề bỏ lỡ. Rating của Liên Hoa Lâu có chiều hướng tăng dần đều. Phần 1 của Trường Tương Tư của Dương Tử vừa mới kết thúc được một khoảng thời gian, hiện dân tình đang đặc biệt ngóng chờ phần 2 được lên sóng.